ông đau bệnh tật thì nhà tiền cửa, rồi bà bị giật vé số, bà bị gạt vé số. Có nhiều khi hôm trước là bà cầm chứ bà không có để gì, bà cầm cái nó xào qua xào lại nó tráo vé số sổ rồi vô đó, rồi mất, mình mất cái sổ, cái chưa sổ mà nó đưa cái sổ rồi vô, vì chỗ đó mình mới đâm nợ, thiếu nợ buồn lắm. Con đêm không có ngủ được, bà ốm mấy ký lô đó, ví dụ mình không đủ mà mình khất nó thì ngày mai mình phải đưa đủ 2 ngày. Rồi ngày mai lỡ mình không đủ nữa sao? Không đủ nữa nó chửi. Trời, nó chửi ghê lắm á con. Mấy người cho vay tiền góp chửi ghê luôn. Mà phải cố gắng. Thôi bà nhịn ăn cho bà không để người ta chửi. Bà rất sợ người ta chửi. Bà tên là Tâm Nguyễn Thị Tâm, năm nay bà là 75 tuổi. Con hỏi hết cho quận tư này nó, bà Tâm bán vé số ai cũng biết, có một mình cứ hủi sủi đi hoài. Bà bán được 350 tờ, là bà bán từ 5 giờ chiều hôm nay, bà bán tới 12 giờ đêm bà về, rồi tới sáng 8 giờ bà đi, cho tới giờ này có khi hết có khi không. Ăn uống thì bà tự nấu thức ăn, tự nấu nhà ăn, mà cô bác cũng có cho gạo rồi nước tương, nước bột ngọt đồ này kia thì bà tự nấu ở nhà ăn. Sáng bà dậy là bà ăn lột lòng miếng, rồi bà đi cho tới trưa. Trưa thì nhiều khi có cô bác từ thiện đó, tới cho đồ ăn đó, có mình ăn, còn không có thì mình mua bánh mì hay mua gì đó mình ăn. Chiều về nhà ăn cô. Bây giờ bà có mấy chứng bệnh thì nói chung nó cũng không nặng lắm, coi như là viêm xoang, thoái hóa cột sống. Với lại bà bị thoái hóa cột sống thì nó đau nhất. Đó, viêm xoang thì nó hay nhảy mũi, nhức đầu, sổ mũi này kia, và nếu mà trời trở trời thì nó hành. Rồi bà cũng yếu sức. Cái này là thuốc viêm xoang nè. Đó, cái này là thuốc trị về con mắt. Cái này là thuốc trợ lực cho bà có sức bà đi. Đó. Còn đây là thuốc cảm cúm cá cái. Đây là dầu xoa bóp. Cô bác cho không? Thuốc men gì nè, cứ để trên đầu nằm vậy, tối về nghe con người khác lạ thì uống vào. Không trữ không được, rủi nửa đêm nữa hôm mình bệnh ai đâu lo. Rồi lúc đó ai bán, mình có đi mua cũng không ai bán, khuya rồi. Cái bệnh nó đến thì nó vô chừng, mình không biết cái giờ nào nó đến, mình phải thủ trước. Ôm đau bệnh tật thì nhà tiền cửa, rồi bà bị giật vé số, bà bị gạt vé số. Có nhiều khi hôm trước là bà cầm chứ bà không có để gì, bà cầm cái nó xào qua xào lại nó tráo vé số sổ rồi vô đó, rồi mất, mình mất cái sổ, cái chưa sổ mà nó đưa cái sổ rồi vô, vì chỗ đó mình mới đâm nợ, thiếu nợ buồn lắm. Con đêm không có ngủ được, bà ốm mấy ký lô đó. Gió thì vụ bán không hết thì mình chịu, còn lại bao nhiêu là mình chịu, đại lý nó không có cho mình trả. Bà ôm thì nhiều nhất là bao nhiêu tờ? Nhiều nhất là phải 70 tờ, là 700 ngàn cái vốn. Là coi như nó 700 ngàn mình mất luôn. Mất lời, mất vốn luôn. Chiều là mình về là mình phải mượn, mình đắp vô cho đại lý, tại vì ở đây là bà không có vốn. Con được biết là cô hay đi làm công xã cho đi chùa, thì một tháng cô đi làm mấy lần? Chiều nào cũng ra. Coi như là cô ra đó trước là cô dọn dẹp sạch sẽ, với lại cô canh cửa để cho cô bác cúng quải, chứ nếu không có cô thì chùa đóng cửa 9 giờ tối. Thành ra không có ai cúng được, thành ra cô ngồi đó trước là lo cho bà, sau là cô cũng bán. Lo cho bà là Phật bà đó. Tới 12 giờ đêm là bà về. Sáng là 8 giờ bà đi bán. Là bà đi bán dạo hết cái chợ Xóm Chiếu này, bật qua tới quận nhất luôn đó. Bữa nào ế quá chạy tới quận nhất á. Tiền nhà một tháng của bà là tiền nhà đó là 1,5 triệu. Tiền điện nước 150 là 1,65 triệu. Rồi một ngày mình bán được 350 nghìn. Xong rồi là mình góp hết 300. Hết 300. Còn 50 nghìn thì mình để dành ăn uống này, nó góp thứ về tiền nhà cuối tháng thì bà... Tiền nhà là bà phải mượn lại. Ví dụ bà góp cho con 3 triệu đi, một ngày bà góp cho con 150. Thì cái tới tháng thì nhà bà không có, bà mượn lại con là bà góp lại từ đầu, một ngày 150, cứ vậy đó xây dần. Là mình nợ như thế bao lâu rồi bà? Lâu rồi con, tức là trước cái dịch đầu tiên mà bà không trả được.
trước cái dịch đầu tiên thì mình nghĩ rằng tới mình làm ăn được, mình trả lần. Nhưng mà đùng một cái, hai cái năm dịch, bà không trả được, bà thua luôn, bây giờ là bà bế tắc. Ví dụ mình không đủ mà mình khớp nó thì ngày mai mình phải đưa đủ 2 ngày. Rồi ngày mai lỡ mình không đủ nữa sao? Không đủ nữa nó chửi. Trời nó chửi ghê lắm á con, mấy người cho vay tiền góp chửi ghê lắm. Mà phải cố gắng, thôi bà nhịn ăn cho bà không để người ta chửi. Bà rất sợ người ta chửi. Ngày xưa là như thế này, nhà là ở trong vùng giải phóng. À, quê rất là nghèo. Nếu mà nói con nói tới cái tỉnh Quảng Nam là con biết là ông bà hồi xưa gọi là chó ăn đá gà ăn muối á, rất là nghèo. Thì bà là con gái lớn, rồi có một đứa em cách bà là 5 tuổi. Thì nó cũng là con gái luôn, nhà có hai người chị em thôi. Thì nghèo quá mới cho đi làm mướn. Đi lên đó là chặt cây đốn rừng, rồi đi chặt mía mướn, đi tùm lum hết. Coi như quỹ ban chị chỉ đạo mình đi đâu, làm gì mình làm đó. Chặt cây á, nó đè là đúng ra là dập hết luôn, mà hên là cái là không có dập. Nó kẹp cái ngón này vô trong cái lưỡi cưa, mà ở ngoài cái mặt lưỡi cưa nó bị dập. Về bác sĩ đây tháo cái khớp ra. Bà coi như là năm 1959 là bà vô trong này. Bà là người Quảng Nam. Lúc đó là cha mẹ rất khổ, bà đi làm mướn. Lúc bà đúng 12 tuổi. Sau đó thì bà không còn ai hết, tại vì ở trong vùng chiến tranh bà không còn ai. Bà lập gia đình thì chẳng ai, chồng cũng mất sớm. Mất năm bà 29 tuổi. Tại sao mình không có đi thêm một bước nữa? Thôi, bà thở. Đó cũng là cái duyên con ơi, không thiếu nợ nữa thành mình không gặp. Chứ nếu bà còn thiếu nợ thì chắc có lẽ bà cũng đã gặp lâu rồi. Bà thường mỗi buổi tối bà đang đốt nhang cho Phật á, thì bà có nguyện một câu là mười phương chư Phật cho con có đầy đủ cái nghị lực để con vượt qua mọi cái hoàn cảnh khó khăn. Là tại vì bà hiện tại rất sống rất là khó khăn, mà nếu mà ơn trên không ban cho bà cái nghị lực, bà sẽ không sống nổi. Tại vì mình không lạc quan được thì cái bệnh ít nó sẽ té ra nhiều. Mà nếu nó thành nhiều thì khả năng bà sao chạy đủ, sao chạy được bệnh, không thấy không? Thành ra mình phải lạc quan một chút xíu để mình sống. Tôi nói thật với các con, nếu mà có mùa Covid vừa rồi mà bà không sống lạc quan, bà mất rồi. Bà ngồi ngoài đường mà bán nhang đèn mà sáp nó kéo ra để kế rồi để chờ xe lại đưa đi. Nếu bà không lạc quan bà chết rồi. Buồn chứ, rất là buồn. Nhưng mà tại vì mình biết mỗi người có cái số thôi. Mỗi người có cái số thôi. Bây giờ bà có muốn bà cũng không được, mà bà có không bà cũng không được. Đó là cái số mệnh của người ta. Phải chịu sao con, cố gắng lên. Mình cứ ráng cố lên đi. Chứ giờ biết nói sao hơn, bây giờ mình nằm trong cái hoàn cảnh mình không nói sao hơn. Cô giờ chỉ có ước mơ là thứ nhất cho cô trả hết nợ, thứ hai cho cô được có một sự bình an để cô sống cho tới ngày nhắm mắt thôi. Đó. Rồi cái ngày mà cô nhắm mắt đó, thì cô mong cô có được chút xíu để cô bác đem cái xác cô đi thiêu rải dưới sông cho cô là được rồi, cô mừng lắm rồi đó.